trong những ngày mùa đông giá rét như lúc này thì ánh nắng mặt trời ấm áp thực sự là món quà quý giá với tất cả chúng ta. Thế nhưng ở tại Na Uy thì có một ngôi làng đặc biệt, nơi mà ánh mặt trời không thể len lỏi đến trong suốt những tháng mùa đông. Đó chính là ngôi làng Dukong nằm sâu trong thung lũng ở Na Uy. Và để có thể tận hưởng sự ấm áp của mặt trời thì người dân nơi đây đã tự mình mang ánh mặt trời đến cho mình chỉ nhờ có 3 tấm gương. Làng Dukong ở Na Uy hoàn toàn không thấy ánh mặt trời vào mùa đông. Người dân cho biết là từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm, vào những ngày đẹp trời nhất, mọi người cũng chỉ thấy lấp ló ánh mặt trời trên đỉnh núi. Họ thường phải đi cáp treo đến một vách núi gần đó nếu muốn đón ánh nắng. Thế nhưng vào năm 2013, ngôi làng quyết định lắp đặt 3 tấm gương cỡ lớn trên một đỉnh núi gần đó để phản chiếu ánh nắng xuống trung tâm của làng. 3 tấm kính cỡ 17 mét vuông đặt trên một đỉnh núi cao 400 mét. Những tấm kính này được điều khiển bằng máy tính, sẽ xoay theo hướng mặt trời và phản chiếu tia nắng xuống phạm vi khoảng 600 mét vuông. Đây là ý tưởng của nhà công nghiệp người Na Uy có tên là Sam Aid. Nhưng phải rất lâu sau đó, ý tưởng này mới trở thành hiện thực. Dự án đưa ánh nắng mặt trời đến với Dukong trị giá khoảng 850.000 đô la Mỹ. Thank you.